Sáng ngày 15 tháng 7, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông an toàn giao thông, công tác hội và kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ các cấp tại huyện. Hội nghị cũng đã được truyền đạt các nội dung về Hội Chữ Thập Đỏ, tham gia công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ cơ sở được nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác hội và phong trào chữ thập đỏ để làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Qua đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để sẵn sàng hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân bị tai nạn, đảm bảo tính mạng, giảm thiểu thương vong.